Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh Đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến một công trình mà chúng tôi đã tham gia thi công. Thiết kế thi công là từ thiết kế thi công này, rồi những cái đồ vật phẩm thờ cúng là chúng tôi có làm hết. Công trình này là nằm ở thôn Đình Thôn nhá, Đình Thôn Mỹ Đình. Đồ thờ Đức Hiệp đã tham gia thi công nhé. Đây là một công trình cũng khá lâu năm rồi của Đồ thờ Đức Hiệp đã từng tham gia. Bây giờ chúng tôi đang quay lại